Quý vị khán giả của VTV Cup thân mến, những diễn biến tiếp theo của vòng thi đấu thứ 23 Night Football League 1 mùa giải năm 2022 sẽ là cuộc đối đầu trên sân Pleiku. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón đội khách Nam Định. Đây là đội hình ra quân của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Không có bất kỳ một sự thay đổi nào của huấn luyện viên Kiatisak so với trận đấu trước. Đây là đội hình xuất phát của đội khách Nam Định trong trận đấu ngày hôm nay. Chỉ có một sự thay đổi người duy nhất. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội khách Nam Định là đội ra bóng trước và bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đá hay, đây là Văn Toàn. Căng ngang. Có thể thấy là hàng tấn công của Hoàng Gia Lai vẫn khá mỏng trong những đợt lên bóng. 10 trận đấu chưa nếm mùi chiến thắng tại V-League năm nay. Và Hoàng Gia Lai cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Có thể thấy là chỉ có một mình Công Phượng và Brandao. Đánh đâu? Không được. Người chạm bóng đó là Washington Brandao. Khá đông khán giả của Nam Định có mặt tại sân Pleiku để cổ vũ cho đội nhà. Hồng Duy. Brandao. Khá nguy hiểm. Muốn căng ngang của Washington Brandao. Bóng hơi ăn lên mu ngoài. Công Phượng. Tạt bóng sớm. Đánh đầu. Vẫn còn. Vẫn còn. Những tình huống ép sân của cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Gia Lai rất khát khao có một chiến thắng. Lò đào tạo của Nam Định thôi. Minh Nghĩa xuất thân từ lò đào tạo của trẻ Hà Nội. Và đường bóng an toàn của Tuấn Linh. Vừa rồi là tình huống xâm nhập của Phạm Minh Nghĩa. Khá nguy hiểm. Không vào. Quá đáng tiếc dành cho Nam Định cũng như là cá nhân của Hoàng Sơn Tân. Và đá phạt quá đẹp. Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những tình huống được coi là sút xa đẹp mắt tại V-League năm nay. Và chúng ta hãy chứng kiến tình huống sút bóng này. Như trái phá bóng dội cột dọc của Tuấn Linh. Thực sự là quá chất lượng với tình huống đá phạt này của Xuân Tân. Văn Toàn. Cánh trái rất thoáng. Căng ngang. Và căng ngang của Nguyễn Phạm Hồng Duy. Phạt góc cho các cầu thủ Anh Gia Lai. Theo như kỳ vọng. Đánh đâu. ACI. Trung vệ người Hàn Quốc ACI chính là người mở tỷ số cho trận đấu này. Cũng một tình huống cố định. Các cầu thủ Nam Định đã không thành công. Họ thiếu đi sự may mắn khi cú sút của Xuân Tân bóng rồi còn dọc. Nhưng trong bóng này, ACI đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Phút thứ 36 và tỷ số là 1-0. Trận đá chính thứ 5 của ACI tại V-League năm nay và trận đá chính thứ 3 liên tiếp của anh trong thời gian gần đây. Và đánh cánh rất hay. Thanh Trường. Đánh đâu. Rất đáng tiếc. Ngay ở những phút đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai thì Nam Định đã có cơ hội với tình huống xuống biên. Tạt cánh rất chính xác của Thanh Trường. Rodrigo là người dứt điểm cuối cùng. Vẫn là cao thủ Gia Lai. Hồng Duy. Chân trái. Và sút bóng tốt của Nguyễn Phong Hồng Duy. Lực đi của trái bóng là rất ấn tượng và cả quỹ đạo nữa. Rất đáng tiếc là bóng chênh cột dọc. Trong hiệp đấu thứ hai thì cao thủ Nam Định đã tiếp cận cầu môn của Gia Lai ấn tượng hơn. Đây là Văn Toàn. Và xử lý sai của Minh Nghĩa. Và phát bóng tốt của Liên Điều.
Văn Toàn là một cầu thủ rất nhanh và chỉ cần một sai sót của các trung vệ. Masaray vẫn là Masaray dứt điểm, không vào. Một pha tấn công tương đối đơn giản của các cầu thủ Nam Định nhưng lại là một pha bóng rất nguy hiểm đối với khung thành của các cầu thủ Anh Gia Lai. Người có pha xử lý tốt vừa rồi đó là Victor Masaray. Phải mất tới 2 nhịp thì Tuấn Linh mới có thể ôm gọn trái bóng. Cơ hội dành cho Anh Gia Lai sẽ là tốc độ của Văn Toàn. Văn Toàn, tỷ số là 2-0 cho các thủ Anh Gia Lai. Đúng như đã nói, Văn Toàn là cầu thủ có tốc độ cực tốt và chỉ cần một sơ hở thôi thì Văn Toàn sẽ trừng phạt hàng thủ đối phương. Bàn thắng thứ 6 của Nguyễn Văn Toàn tại V-League năm nay. Hai thông bóng này là một tỷ số tương đối an toàn đối với Hoàng Gia Lai. Như vậy là trải qua 6 vòng đấu Văn Toàn không ghi bàn thì anh đã ghi bàn trở lại ở vòng đấu này. Bàn thắng gần nhất mà Văn Toàn ghi cho Hoàng Gia Lai đó là lên bóng khá hay, dứt điểm. Bóng đi không trúng đích, pha băng lên của Đình Sơn rất bất ngờ. Trọng tài Đình Thái cho rằng bóng đã chạm tay Tuấn Linh ở trong phóng vừa rồi. Sẽ có phạt góc cho các cầu thủ Nam Định. Ta cùng xem lại tiếng xâm nhập của Đình Sơn. Lúc này Đình Sơn đá trung vệ và rõ ràng là với một trung vệ thì đó là một tiếng xâm nhập rất bất ngờ. Randall không được. Không có phạt đền. Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Đình Thái đã vang lên. Tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về các cầu thủ Anh Gia Lai. Như vậy là đội chủ nhà đã chấm dứt chuỗi 10 trận không biết thắng tại V-League với chiến thắng 2-0 trước cao thủ Nam Định. Với 27 điểm có được vào lúc này thì Hoàng Anh Gia Lai đã chắc chắn trụ hạng ở mùa giải hôm nay. Trong khi đó thì với Nam Định họ sẽ phải nỗ lực hơn trong những trận đấu tiếp theo, trận đấu còn lại ở mùa giải này, đặc biệt là trận đấu gặp câu lạc bộ Sài Gòn trên sân Thiên Trường ở vòng thi đấu thứ 25. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.